Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Và trong cái video này thì Tara lại chia sẻ các bạn đó là cái cách để mà mình có thể thuyết phục khách hàng của mình là gì ạ? Mình sẽ là người phục vụ cho họ, được không nào? Đến cái bước cuối cùng rồi, khi chúng ta phân loại được khách hàng rồi và chúng ta biết được cái khách hàng đó có nhu cầu mua bất động sản như thế nào và khách hàng đó có đủ tiền, đủ tài chính hay không, thì đây là một trong những cái phương pháp mà trong hệ thống Keller Williams chia sẻ cho tất cả chúng tôi. Và khi tôi học cái module này tôi cũng cực kỳ bất ngờ, đó là gì ạ? Hiện tại đối với ở Việt Nam mình thì mình chưa làm cái điều này, nhưng mà đối với trên hệ thống của quốc tế và nhiều nước thì họ làm, đó là gì ạ? Cái việc mà khi chúng ta tìm được một cái khách hàng họ có nhu cầu mua hàng rồi thì làm thế nào để chúng ta là gì ạ? Thuyết phục khách hàng đó là gì? Là sẽ làm việc với chúng ta, sẽ ký cho chúng ta một cái hợp đồng, đó là gì ạ? Là chúng ta là người đại diện cho khách hàng đi tìm hàng và gì ạ? Và tìm được đúng cái nhu cầu của khách hàng để mà khách hàng có thể giao dịch được. Các bạn có thấy bất ngờ không nào? Và Tara cũng chia sẻ với các bạn đó là gì ạ? Đương nhiên đó là gì ạ? Đôi khi các bạn sẽ nghĩ rằng là ủa, tại sao khách hàng lại cần phải ký một cái hợp đồng độc quyền với một cái người môi giới để người nó đại diện thay cho mình đi tìm bất động sản cho mình, đúng không? Đúng không các bạn? Vì ở trên thị trường thì sao, chúng ta chưa làm điều này. Nhưng mà trên thực tế thì sao? Tara lại nhớ lại là cái đợt mà khi mà trước đây Tara đi đầu tư chẳng hạn, vì mình không có nhiều thời gian, nhưng mà là gì ạ? Nhưng mình lại cũng rất muốn đầu tư. Chính vì yếu tố đó mà Tara đã từng tạo ra những cái người, những cái bạn mà quản lý bất động sản cho mình, và những cái bạn mà môi giới mà có kiến thức thì Tara đã đào tạo và gì ạ? Và sau đó các bạn đấy lại là những người mà gì ạ? Đi tìm nguồn hàng và thẩm định những cái nguồn hàng đó, rồi cuối cùng Tara mới là người đi xem lần cuối và quyết định, đúng không nào? Thì ở trong hệ thống Keller Williams khuyên các bạn đó là gì ạ? Nếu như các bạn tìm được một cái khách hàng có nhu cầu mua nhà rồi thì cái cách chúng ta tiếp cận và để chúng ta không mất tốn nhiều thời gian và chúng ta gì ạ? Chúng ta sẽ đóng được những cái deal đó với khách hàng thì bằng cách đó là chúng ta hãy thuyết phục khách hàng rằng là anh hãy quyết định là em sẽ trở thành một cái người đại diện cho anh chị để có thể đi mua nhà được không? Được chưa nào? Vì sao? Chắc chắn khi các bạn nói cái điều này có thể khách hàng sẽ từ chối. Khách hàng nói rằng tôi có thể là muốn làm việc với nhiều người môi giới, tại sao tôi lại cần phải làm việc với bạn, một mình bạn chẳng hạn, đúng không? Cái câu này chúng ta sẽ gặp thường xuyên, phải không nào các bạn? Tuy nhiên đó là gì ạ? Khi mà khách hàng nói câu đó thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thì Tara sẽ chia sẻ với bạn một số cái key để các bạn có thể xử lý. Thì ví dụ như là bạn sẽ nói rằng là dạ em biết rằng là anh chị có thể làm việc được với nhiều người môi giới khác. Tuy nhiên nếu như mà gì ạ, em đại diện cho anh chị thì điều gì em sẽ giúp ích được cho anh chị, vì em sẽ hiểu được hết tất cả các cái nhu cầu của anh chị, những cái khó khăn của anh chị, hoặc là cái tài chính của anh chị, những cái mong muốn của anh chị khi mua bất động sản nó như thế nào, và em sẽ tìm đúng cái bất động sản đó bằng cách đó là gì ạ, tự em tìm hoặc em liên kết với những người môi giới khác cũng vậy, đúng không nào? Nhưng sẽ giúp cho anh chị đó là gì? Sàng lọc luôn tất cả những cái bất động sản anh chị cần phải xem, đúng không nào? Và để khi anh chị đi xem thì sao? Những cái bất động sản đó sẽ được lọc đầy đủ và theo cái nhu cầu của anh chị, giúp anh chị ít tốn thời gian hơn cho cái việc đi xem nhà hoặc là đi xem những cái bất động sản, được chưa nào? Đó là một trong những cái cách mà các bạn có thể thuyết phục khách hàng. Và ta đã tin chắc rằng là nếu như một khách hàng mà họ có tiền, mà họ tự dưng họ có một người là gì ạ, phục vụ cho họ từ A đến Z, và thậm chí đó là gì ạ, là người này họ có thể thẩm định được cho khách hàng, đưa ra được những cái hàng chuẩn cho khách hàng để khách hàng có thể mua và bán một cách nhanh nhất, thì sao, tại sao mình lại không lựa chọn, đúng không nào? Các bạn thử nghĩ đi, nếu như có một người nào đó phục vụ các bạn đi tìm hàng cho các bạn chẳng hạn, và sau đó thì sao, thẩm định hết và các bạn chỉ cần quyết định mua không, thì các bạn có chọn người đấy hay không? Hay là các bạn thích làm việc với quá nhiều người sale, quá nhiều thông tin, và những cái thông tin đó thì sao, đôi khi làm bạn nhức đầu. Đó, đấy là một trong những cái điều tuyệt vời nhất mà khi tôi tham gia vào hệ thống Keller Williams thì tôi thấy đó là gì ạ? Họ đã chia sẻ những cái công thức đó và chúng tôi cũng có rất nhiều cái kịch bản, được không nào? Để mà chia sẻ cho các bạn. Nếu như các bạn quan tâm và các bạn biết mong muốn rằng là biết cái cách để mà gì? Để mà chúng ta có thể đàm phán và trở thành một trong những người đại diện cho đối với khách hàng mua thì nhớ tham gia vào chương trình, đó là gì ạ? 12 ngày thách thức để trở thành nhà môi giới chuyên nghiệp. Tại chương trình này thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn kỹ hơn về nhiều kịch bản, được không? Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau. Và các bạn đừng quên đó là gì ạ? Là nhấn vào chuông nha, sub vào kênh hoặc chia sẻ cái kênh của Tara với nhiều người bạn bè của mình nếu như các bạn cho đó là những người bạn của mình đang cần những cái kiến thức này. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau.